Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh và của quê hương, gần 190 thanh niên của huyện Văn Lâm đã sẵn sàng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Hai anh em sinh đôi Đỗ Văn Hùng và Đỗ Văn Nam sinh năm 2004 cảm thấy rất tự hào khi trở thành tân binh và được rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội. Trong đợt tuyển quân này, Hùng và Nam đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Gia đình chúng tôi truyền thống là ba cụ sinh ra ba anh em, chúng tôi cũng qua trải qua quân ngũ, tôi cũng động viên các cháu là đến tuổi trưởng thành này viết đơn tình nguyện, nói chung là vào môi trường quân đội là được rèn luyện từ lời ăn tiếng nói rồi từ cái tác phong nhanh nhẹn. Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Văn Hoa vui mừng đón các đoàn khách ở thôn xóm, cấp ủy chính quyền địa phương và ban chỉ huy quân sự huyện đến thăm chia vui chúc mừng. Chỉ ít ngày nữa, con trai út của anh là Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2006, sẽ trở thành chiến sĩ mới. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, nhưng Đức Anh đã xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù cháu chưa đến tuổi nhưng mà cháu đã viết đơn xung phong nhập ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Mong muốn của cháu là được bảo vệ Tổ quốc và trưởng thành hơn. Năm 2024 là xã Trung Trắc được giao chỉ tiêu 18 nam công dân nhập ngũ, trong đó có một nam công dân nhập ngũ công an nhân dân. Đến thời điểm này thì các nam công dân trong diện nhập ngũ tư tưởng rất là tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024. Năm 2024, huyện Văn Lâm có 188 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc và bàn giao cho 9 đầu mối nhận quân. Toàn huyện có 20 thanh niên xung phong và viết đơn tình nguyện, 100% thanh niên đều có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương trên địa bàn huyện triển khai chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo công bằng, chất lượng tuyển quân tiếp tục được nâng cao. Qua quá trình tuyển quân thì chất lượng tuyển quân năm nay so với năm 2013 thì có nâng lên, sức khỏe cũng đã bảo đảm tốt và năm nay thì so với năm ngoái thì chỉ tiêu có tăng 8 đồng chí. Quá trình tuyển quân thì cũng được chính quyền, các đồng chí vào cuộc rất là tích cực, các công dân thanh niên trên địa bàn các đồng chí đã chấp hành tốt. Đến thời điểm này, mọi công tác cho ngày giao quân đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Những thanh niên nhập ngũ năm 2024 đại diện cho thế hệ trẻ của Văn Lâm sẵn sàng lên đường nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.